Trời hôm nay khá là đẹp. Anh em sàn chúc các bạn đầy năng lượng vui vẻ. Duy nhất có một quả cầu ở anh em nhà sàn Thái Nguyên vẫn còn lưu lại, mới làm ra một chất đá khá đặc biệt. Đó là những trụ đá thạch bông vàng. Nhưng để tạo ra một quả cầu như thế này khá là hiếm. Đây các bạn nhìn thấy, đây là quả cầu đá thạch bông vàng. Đá thanh bông vàng cấu tạo dạng vỉa như thế này, các bạn nhìn thấy. Nhưng để còn sót lại để làm ra quả cầu QC1000, chút anh em sẽ đọc thông số để các bạn xem. Duy nhất của anh em nhà sàn Thái Nguyên, khá là hiếm. Để anh em mang ra phía ngoài để các bạn xem. Trong đám quả cầu nhưng có một quả cầu khác biệt, thạch anh bông vàng duy nhất của nhà sàn Thái Nguyên và ở Việt Nam, khá là trên thế giới khá là hiếm. Anh em đang mang ra phía ngoài để các bạn chỉ cứ xem thêm. Trụ đá thanh quả cầu này nặng cả đế là 9kg các bạn ạ. Rất đẹp. Vâng, đây các bạn này. Đây. Bông vàng khá đẹp. Buổi tối các bạn soi vào, soi vào rất là sáng. Và sờ vào quả cầu này rất mát. Rất mát. Đá tự nhiên của Việt Nam mình khá là hiếm các bạn ạ. Cực hiếm để tạo ra một quả cầu đá thạch bông vàng như thế này. Anh em mà sàn thì có những quả cầu có màu sắc hình dạng khác nhau. Đây là những trục đá thô hồng. Nhưng các bạn nhìn thấy này, toàn bộ là những quả cầu đá thanh trắng, thạch bông vàng. Đá thanh trắng, đá thanh hồng. Đây. Để anh em lên nhà sàn bạn xem có quả cầu nào màu vàng như vậy không. Các bạn này. Đây. Toàn bộ quả cầu anh em trên sàn Thái Nguyên. Toàn màu hồng, màu trắng, màu đen. Nhưng màu vàng khá là hiếm. Khu kia là thành bông vàng. Cảm ơn các bạn đã xem video của anh em sàn Thái Nguyên. Ồ, anh em đi qua thấy ánh sáng rọi qua trụ đá này đẹp rồi các bạn này. Hồng lên này. Ánh sáng tự nhiên nhé, len lỏi. Qua này cũng đẹp này. Có dịp mời các bạn ghé thăm anh em nhà sàn Thái Nguyên. Anh em nhà sàn Thái Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.